bổ sung nội tiết tố nữ giúp gìn giữ nét xuân, sức khỏe và hạnh phúc. Nhưng chọn sản phẩm nào đây? Chọn ngay Bảo Xuân với ưu điểm vượt trội. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Xuân chứa hàm lượng hoạt chất cao, bổ sung collagen, hỗ trợ làm đẹp da, cải thiện sinh lý, giảm bốc hỏa, mất ngủ. Bảo Xuân được tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn là sản phẩm nội tiết tố nữ được tin dùng số 1 Việt Nam. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.